Quý vị đang xem chương trình của Tin Vui Media, tiếng nói của những nhà truyền thông Công giáo. Xin trân trọng kính chào quý khán thính giả của Tin Vui Media. Thưa quý vị, cho đến hôm nay thì tiểu bang California cũng như còn rất nhiều tiểu bang khác tại Hoa Kỳ vẫn còn tuân giữ cái luật là stay home safe, hay nói cái khác là cách ly ở nhà, có cái social distance, khoảng cách của xã hội, để giữ khoảng cách để tránh bớt cái chuyện lây lan nhiễm bệnh COVID-19 đang gia tăng. Và cũng lý do đó cho nên là chuyên mục tràn đầy ân sủng của Tin Vui Media cũng vẫn sẽ được thu hình qua online. Do đó chúng tôi mong rằng là quý vị cũng sẽ thông cảm nếu có những cái kỹ thuật bị trục trặc về âm thanh hay là hình ảnh. Vâng, xin cảm ơn quý vị. Và thưa quý vị, chúng ta đang bước vào tháng 5 là tháng hoa, tháng mà mọi người Việt Nam chúng ta cũng biết là đặc biệt kính nhớ Đức Trinh Nữ Maria. Trong tâm tình yêu mến Đức Mẹ, Kim Thúy xin kính mời quý vị lắng nghe phần chia sẻ của Linh Mục Louis Trần Đình Văn Quân, ngài là Phó Sứ Adventure Giáo Phận Orange. Vâng, con chào cha. Cha khỏe không cha? Dạ vâng, cha khỏe. Vâng. Chị khỏe không? Một tháng rồi bây giờ chúng ta mới được gặp nhau trên mạng. Vẫn chưa được gặp mặt. Và con xin chúc mừng cha. Con nghe nói là cuốn sách cha viết về Đức Mẹ đã được một nhà xuất bản của Hoa Kỳ nhận ký hợp đồng, phải không thưa cha? Đúng rồi, đúng rồi. Thì cảm ơn chị và cảm tạ Chúa. Và hy vọng nó sẽ ra một là cuối năm nay hay là đầu năm tới. Tạ ơn Chúa. Thấy, bởi vậy cho nên là lời cầu nguyện, cái sức mạnh của sự cầu nguyện và tất cả lòng yêu mến của cha đối với Đức Mẹ một cách đặc biệt. Cho nên là cha đã biết để viết cuốn sách và chia sẻ với mọi người. Bởi vậy Chúa Mẹ và mọi công việc đã được tốt đẹp. Giống như là con đọc cái tựa đề của cha viết là cuốn sách là Fullness of Grace, Imitating Mary to Grow in Abundance of God's Gift, hay là tạm dịch là đầy tràn ân sủng, bắt chước Đức Mẹ làm phong phú món quà của Thiên Chúa. Thì thật sự khi mà mới đọc cái tựa đề thôi là con cũng nghĩ là cha có một lòng yêu mến Đức Mẹ rất là đặc biệt. Và con cũng nghĩ là Đức Mẹ cũng là một người mà Thiên Chúa đã ban những cái hồng ân rất là đặc biệt, phải không thưa cha? Đúng rồi, đúng. Thì Đức Mẹ là giống như là coi như là một cái Đức Mẹ có một cái nhiệm vụ lớn ở trong cái kế hoạch cứu độ của Chúa. Chúa đã chọn Đức Mẹ làm mẹ của Chúa Giêsu và cũng là mẹ của chúng ta. Mà thành ra Chúa muốn chúng ta yêu mến Đức Mẹ và dựa vào Đức Mẹ và gần gũi Đức Mẹ để cho Đức Mẹ có thể hoạt động trong đời sống chúng ta, để giúp đỡ chúng ta về với Chúa, trở thành giống Chúa Giêsu và sống đẹp Chúa. Thì cha có thể chia sẻ thêm, con nghĩ là Đức Mẹ là người mà đóng cái vai trò lớn lắm trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa, phải không thưa cha? Vâng, vâng. Thì chúng ta nghe trong cái lúc mà truyền tin đó, mà Thánh Thần xuống với Đức Mẹ đó, thì là trong giáo hội chúng ta hiểu là Chúa muốn chọn một người phụ nữ để cho có một cái nhiệm vụ ở trong cái kế hoạch cứu độ của Chúa. Thì Chúa là mình biết là Chúa Cha, Chúa Con, là Chúa Thánh Thần, nhưng mà Chúa muốn một người phụ nữ nữa để làm trong cái việc cứu chuộc, cứu độ của Chúa. Thế nên Chúa chọn Đức Mẹ Maria. Thì chúng ta biết Đức Mẹ Maria là rất rất là đặc biệt vì là mẹ của Chúa Giêsu, nhưng mà Đức Mẹ chúng ta cũng biết là vô nhiễm nguyên tội, phải không? Thì Đức Mẹ là cũng là con người giống chúng ta thôi, nhưng mà cũng khác một cái là Chúa giữ Đức Mẹ là sạch, trong sạch từ đầu tới cuối, nghĩa là từ khi có trong lòng mẹ tới khi lên trời là không bao giờ phạm một tội gì hết. Thì chúng ta thấy cái này nó cũng có ý nghĩa, phải không? Nó đúng là tại vì mẹ là mẹ của Chúa, thành ra mẹ phải trong sạch. Vì mẹ cũng là thành ra trong sạch mới đúng. Thì cũng là nhờ mẹ mà Chúa Giêsu có cái thân thân xác con người, được không? Tại vì mà nếu mà không có mẹ Maria thì cũng không, coi như là cũng không có Chúa Giêsu,
phải không? Tại vì Chúa Dạ. Giêsu là cũng là Chúa mà cũng là người, thành ra cái thân xác của Chúa là Chúa Giêsu là coi như là từ của mẹ Maria mà ra. Đó. Vâng. Và đây là một sự tự do, Đức Mẹ tự do đồng ý thánh ý Chúa khi mà thiên thần truyền tin, phải không cơ? Đúng rồi, thì chúng ta biết là Đức Chúa không bao giờ bắt buộc ai phải làm cái gì hết. Thành ra Chúa, thành ra Thánh Thần xuống hiện ra nói với Đức Mẹ, nhưng mà Đức Mẹ phải tự do đồng ý để làm như vậy, hay là có thể từ từ chối, nhưng mà Đức Mẹ đồng ý hoàn toàn. Thành ra À. cái này là rất 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 là quý, là Đức Mẹ có thể Đức Mẹ có biết hay là biết một phần nào đó, tại vì sau này cũng có nhiều sự đau khổ, nhiều nhiều sự khó khăn, chứ không có phải là dễ đâu. Nhưng mà Đức Mẹ khi Dạ. nào cũng vâng lời Chúa, khi nào cũng làm theo ý Chúa, sẵn sàng làm khí cục của Chúa trên thế gian. Con nghĩ đó là một cái điểm quý, đó là Thiên Chúa luôn luôn cho mình có cái sự tự do để mà đón nhận hồng ân của Thiên Chúa, hay là đón nhận một cái ơn gọi gì Chúa gửi cho mình. Thì qua cái gương của Đức Mẹ là chúng con thấy nhiều khi chúng con chỉ nghĩ là ồ, tại vì trong cái sự quan phòng của Chúa rồi thì sắp xếp là như thế, là Đức Mẹ đã được chọn để làm mẹ của Thiên Chúa thì tự nhiên câu chuyện nó sẽ đi dẫn đến như vậy. Như cha chia sẻ thì con mới hiểu là vâng, đúng rồi, nhưng mà nếu Đức Mẹ từ chối thì chắc có thể Chúa cũng không có chọn Đức Mẹ nữa, phải không cơ? Nhưng mà Đức Mẹ đã tự do và Đức Mẹ vâng, nói tiếng xin vâng một cách phó thác hoàn toàn, cho nên là Chúa mới thực hiện được công cuộc cứu chuộc qua Đức Mẹ, phải không cơ? Và Vâng. Đức Mẹ đã tham gia vào sự cứu chuộc của Chúa Giêsu như thế nào, thưa cha? Thì cũng một phần là Chúa cho Đức Đức Mẹ là không có phải là mẹ của Chúa không thôi, mà là mẹ của chúng ta. Thành ra chị Kim Thúy biết là khi trước trước khi mà Chúa Giêsu chết ở trên trên thánh giá, thì Chúa Dạ. Giêsu có nhìn xuống Đức Mẹ, rồi có Thánh Gioan ở đó, rồi Chúa nói: đây đây là con bà, rồi đây là mẹ con. Cái này là giống như là cái hồng ân cuối cùng mà Chúa Giêsu cho chúng ta, vì Thánh Gioan là coi như là đại diện cho tất cả chúng ta. Thì Chúa là đây là cái hồng ân rất là lớn, rất là quý trước khi Chúa chết, và Chúa cho mẹ của Chúa trở thành mẹ của chúng ta. Đây đây là mẹ con, và đây là con của bà. Đó, thì là Chúa chúng ta phải nhớ như vậy. Là Đức Mẹ không có phải là mẹ của Chúa Giêsu không thôi, mà cũng là mẹ, thật sự là mẹ của chúng ta, vì Chúa ban cho chúng ta. Và như như cha nói là Đức Mẹ là tham gia vào sự cứu chuộc của Chúa Giêsu. Đức Mẹ biết là có những cái đau khổ Đức Mẹ sẽ phải chịu. Cha có thể chia sẻ thêm cho chúng con về phần đó. Vâng, thì Đức Mẹ thì chúng ta biết là vì ai ai ở trong chúng ta cũng có tội hết. Thành ra chúng ta mà khi chúng ta bị đau khổ thì cũng có lý, vì chúng ta đã phạm tội. Nhưng mà Đức Mẹ chúng ta biết chỉ biết là vô tội, phải không? Vậy nhưng mà Đức Mẹ cũng chịu khổ nữa, là tham gia vào cái sự đau khổ của Chúa Giêsu để cứu chuộc chúng ta. Thành ra Chúa Giêsu là Chúa trở thành người chịu đau khổ, chịu đóng đinh, chịu chết để cho chúng ta được sống. Nhưng mà mẹ cũng tham gia vào cái sự đó, vì mẹ không có phạm tội gì hết, nhưng mà mẹ cũng rất là đau khổ. Chị cũng biết, chị là người mẹ, chị cũng biết được khi mà con chị nó bị đau ốm hay đau khổ thì chị có đau khổ không? Rất là đau khổ. Đó. Nó không biết là mình đau khổ, nhưng mà thật sự là một người mẹ, con nghĩ là từ khi mà mình được diễm phúc làm mẹ, mình mới hiểu được cái tình cảm đó. Và từ đó thì suy lên tình cảm của Đức Mẹ cũng với cho mình cũng như vậy, không thưa cha? Vâng. Thì Đức Mẹ khi mà thấy con của mình, thấy Chúa Giêsu bị như vậy, đây là con của mình, máu của mình, mà bị đau khổ như vậy, thì Đức Mẹ cũng rất là đau khổ, nhưng mà Đức Mẹ cũng đồng ý, cũng chấp nhận, cũng chịu đựng để cho coi như là tham gia vào cái sự cứu chuộc của Chúa Giêsu cho chúng ta. Thành ra cái sự đau khổ của Đức Mẹ nó có cái giá trị gọi là cứu chuộc, được không? Thành ra chúng ta nhiều khi đau khổ, cái giá trị của cái sự đau khổ của chúng ta nó là đền tội cho chúng ta, hay làm chúng ta trong sạch. Thì chúng ta nên cảm tạ Đức Mẹ, biết ơn Đức Mẹ, vì Đức Mẹ đã chịu đau khổ với Chúa Giêsu để chúng ta được cứu chuộc. Dạ vâng, như cha nói,
là Đức Mẹ không phải là chỉ có Đức Mẹ của Thiên Chúa không thôi, mà Đức Mẹ của cả nhân loại, của cả chúng con nữa. Vậy cho nên là chắc chắn là Đức Mẹ đã chăm sóc và nâng đỡ cầu bầu cùng Chúa cho chúng con suốt cuộc đời ở dưới thế gian này. Vậy thì ở trong Kinh Thánh, thưa cha, hình ảnh nào để giúp cho chúng con nhìn ra được cái cảm nhận được cái sự chăm sóc của Đức Mẹ? Thì chắc là chị nhớ cái khúc mà về đám cưới ở ở thành phố Cana phải không? Thành ra khi đó là chúng ta biết là cô dâu chú rể bị hết hết rượu phải không? Hết rượu. Thành ra cái người mà để ý trước, cái người mà biết trước là hết rượu là ai? Là đúng mẹ. Đúng rồi, là Đức Mẹ. Thật ra cái người mẹ khi nào cũng để ý tới con cái, lo lắng cho con cái. Thật ra cái người mà biết trước, cái người mà để ý trước là Đức Mẹ. Đức Mẹ là thấy thấy trước là thiếu thiếu rượu. Thật ra khi mà Đức Mẹ thấy như vậy thì Đức Mẹ làm gì? Đức Mẹ tới Chúa Giêsu, Đức Mẹ nói: "Con ơi, gia đình này hay là cái tiệc này bắt đầu hết rượu rồi." Thật ra Chúa Giêsu đầu tiên thì Chúa cái cách phản ứng của Chúa là Chúa nói: "Tại sao bà lại nói tôi? Cái này đâu có phải là việc của tôi mà tại sao bà lại nói tôi?" Nhưng mà Chúa Giêsu và sau khi mà Chúa Giêsu trả lời như vậy rồi thì mẹ cứ nói những người đầy đầy tớ, những người giúp ở đó làm việc ở đó, mẹ nói sao? Mẹ nói là Hãy nghe Ngài nói gì thì chúng các ngươi cứ nghe theo. đúng rồi, bà người bảo gì các con cứ cứ việc làm theo. Thành ra Đức Mẹ biết là Chúa Giêsu sẽ không có từ chối Đức Mẹ. Đức Mẹ chỉ có cho Chúa biết là cần thiếu sót rồi vậy thôi. Đức Mẹ cũng không có nói rõ ràng là Chúa Giêsu phải giúp họ hay làm gì hết. Nhưng mà Đức Mẹ thương cô dâu chú rể, thương cái hai gia đình đó. Thành ra Đức Mẹ đem cái sự thiếu tốn, cái sự cần thiết tới cho Chúa Giêsu. Thì Chúa Giêsu không bao giờ từ chối mẹ được hết. Dù nói như vậy, dù nói cái giờ của Chúa chưa tới, nhưng mà Đức Mẹ coi như là can đảm Chúa Giêsu sẽ làm, vì biết mẹ với Đức Mẹ với Chúa Giêsu là biết nhau thân mật quá phải không, gần gũi quá rồi, là Đức Mẹ biết cái lòng Chúa Giêsu sẽ không bao giờ từ chối mẹ, và không khi mà mẹ đem cái chuyện này tới cho Chúa. Thành ra Chúa rõ ràng Chúa sẽ Chúa 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 làm Chúa Chúa ban Chúa làm phép để cho cái rượu nó trở thành cái nước nó cho nó trở thành rượu đó. Thành ra trong đời sống chúng ta cũng vậy, Đức Mẹ khi nào cũng ở gần chúng ta, cũng chăm sóc chúng ta, cũng để ý tới chúng ta. Nếu mà chúng ta thiếu gì, cần gì là mẹ là người mà biết trước, nhiều khi biết trước chúng ta nữa. Mà mẹ sẽ làm gì khi mẹ thấy chúng ta cần? Thì mẹ sẽ tới Chúa Giêsu, mẹ sẽ nói: "Con ơi, Kim Thúy nó cần cái này, cha Quân cần cái này, đang thiếu tốn cái này." Thì Chúa Giêsu sẽ giúp đỡ chúng ta. Đó là Chúa, là Đức Mẹ là cầu bầu cho chúng ta đó. Thành ra Chúa Giêsu sẽ không có từ chối mẹ. Thành ra khi mà chúng ta gần gũi mẹ rồi đó, Đức Mẹ sẽ càng hoạt động trong đời sống chúng ta. Thành ra chúng ta cũng có cái sự lựa chọn, tại vì cha cũng thấy nhiều người Công giáo cũng không có gần gũi mẹ, không cũng không có yêu mến mẹ Maria. Thành ra nếu vậy thì cũng được, nhưng mà chúng ta bị không không được lợi ha, tại vì như vậy là Đức Mẹ cũng không có được coi như là không có được phép để hoạt động và sống và giúp đỡ chúng ta. Nếu mà chúng ta từ chối mẹ, coi như là có thể nói là không cần mẹ, không muốn mẹ, thì mẹ sẽ không có hoạt động, mẹ sẽ không có giúp chúng ta. Nhưng mà ai mà yêu mến mẹ, gần gũi với mẹ, mà tới với mẹ thì mẹ sẽ có cơ hội để giúp đỡ nhiều hơn. Vâng, khi mà cha chia sẻ đến đây thì con chợt cảm nghiệm cái điều đó thật sự với trong đời sống gia đình. Con là mẹ rồi, có các con cái, thì khi mà xin một điều gì á, thường thường mà chúng mà xin ba của tụi nó đó, thì xin thẳng á, thì thường thường khó hơn, cho nên nó hay thủ thỉ với mẹ, dúi vào lòng mẹ, nói ba nói má nói giùm cho ba cho con, muốn đi xin đi chơi hay là làm một cái điều gì, thì tiếng nói của người mẹ khi mình lại nói lại với ba thì bao giờ nó cũng dễ hơn. Qua cái điều đó thì con cũng cảm thấy vậy, đôi khi con cứ nói vậy đó, mình xin thẳng với Chúa thì không bằng mình nói với Đức Mẹ. Đức Mẹ sẽ thủ thỉ với Chúa một cái là Chúa thương mẹ, giống như cha nói là Chúa không có từ chối những điều gì mẹ kêu xin đâu, cho nên là chắc chắn Chúa sẽ ban cho nhanh hơn. Cho nên tội gì mà mình không chạy đến Đức Mẹ, phải không cơ? Giống như con, bản thân con cũng tạ ơn Chúa là con được làm nhận Đức Mẹ là quan thầy, cho nên là mẹ Maria, cho nên con cũng rất là yêu mến Đức Mẹ, và con rất là thích được nghe các cha chia sẻ về các nhân đức của Đức Mẹ để mình thêm cái lòng tin, thêm lòng yêu mến Đức Mẹ. Và trong cuộc đời con cũng cảm nhận điều đó rõ ràng. Mình đến với Đức Mẹ sẽ cầu bầu cùng Chúa, lời xin của mình nó nhanh hơn chị ạ. Nó có hiệu nghiệm nhanh hơn.
và những cái điều này thì ngay cả Đức Mẹ lên trời rồi Đức Mẹ vẫn phù hộ cho mình đúng không thưa cha? Đúng rồi, thì Đức Mẹ cũng Đức vì vì Đức Mẹ đã lên trời thì Đức Mẹ có cho chúng ta cái sự hy vọng và cái phương hướng và cái đức tin. Thì Đức Mẹ giống như là đi đi trước chúng ta, lên trời trước chúng ta, thì chúng ta Đức Mẹ cũng mong đợi con cái của Mẹ cũng lên 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 thiên đàng với Mẹ, thì Đức Mẹ sẽ giúp đỡ chúng ta. Thì chúng ta cứ nhìn nhìn tới Mẹ và bắt chước Mẹ, làm theo ý Mẹ và dựa vào cái sự giúp đỡ của Mẹ để sau này chúng ta cũng lên trời, cũng là lên thiên đàng với Mẹ và Chúa. Dạ vâng. Và thưa 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 cha, Đức Maria là được Thiên Chúa ban tặng cho rất là nhiều nhân đức tuyệt vời, và con nghĩ là không phải chỉ trong hành trình đức tin của mẹ mà là ngay cả trong cuộc sống đời thường của mẹ nữa. Cho nên Đức Mẹ thật sự là một cái mẫu gương cho chúng con để noi theo nữa. Vâng. Vâng, thì chị biết là cha 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 làm ra cái mục vụ đầy tràn ân sủng, là cha nói về cái 12 cái nhân đức của Đức Mẹ để chúng ta bắt chước theo. Thì nói Đức Mẹ là đúng là gương mẫu của chúng ta, Đức Mẹ là người môn đệ hoàn hảo, phải không? Thành ra chúng ta nên Chúa muốn chúng ta dựa vào Đức Mẹ, nhìn tới Đức Mẹ và bắt chước Đức Mẹ, sống sống theo Đức Mẹ. Thành ra cái đầy tràn ân sủng của cha là nói về cái 12 cái nhân đức của Đức Mẹ để chúng ta có thể bắt chước, để làm theo, rồi để cho trở thành, được được thánh hóa, được trở thành thánh thiện, để cho càng ngày càng giống Mẹ. Tại vì Mẹ là người môn đệ hoàn hảo, Mẹ là, thành ra chúng ta cứ cứ nhìn vào Mẹ, bắt chước Mẹ thì chúng ta sẽ sống đẹp lòng Chúa. Như cha nói 12 nhân đức, Đức Mẹ có 12 nhân đức nhiều thật đấy chứ. Cho nên là giống như cha đã chia sẻ với những lần trước thì cái nhân đức nếu mình muốn có được những nhân đức là mình phải cái lòng khát khao của mình, phải mình phải có cái sự tập trau dồi và thực tập cố gắng để tôi luyện mình thì mới được có những cái nhân đức đó nha, là những nhân đức siêu nhiên nữa cũng có nữa chứ không phải bình thường mà mình muốn là được, vì mình phải nhìn lên cái gương của Đức Nhi Mẹ. Như cha nói vậy thì có cách nào để cha giúp cho chúng con có lòng yêu mến Đức Mẹ nhiều hơn trong cuộc sống hàng ngày? Vâng, thì chúng ta nên, tại vì nhiều người cũng không có biết về Đức Mẹ, thành ra một cách là đọc kinh Mân Côi ha, đọc kinh Mân Côi, thì Dạ dần vâng. dần mình đọc kinh Mân Côi thì mình nghĩ về những cái khúc cái giai đoạn đời sống của Đức Mẹ và Chúa Giêsu, thì cái đó là một cách. Một cách nữa là chúng ta có thể gọi là tận hiến cho Chúa Giêsu qua Đức Mẹ. Nó có mấy sách, có mấy thánh, giống như là thánh thánh Louis de Montfort có viết sách, rồi bây giờ cũng có mấy cái sách mới để giúp chúng ta ha, giúp chúng ta coi là tận hiến cho Chúa Giêsu và qua Đức Mẹ. Rồi một cách, mấy cách nữa là chúng ta nên có những hình ảnh hay là tượng của Đức Mẹ ở trong nhà hay là chỗ làm, để coi như là nhớ tới Đức Mẹ, để nghĩ tới Đức Mẹ, để cầu cầu nguyện tới Đức Mẹ, để Đức Mẹ cầu bầu cho chúng ta. Rồi cũng đọc sách để biết thêm về Đức Mẹ ha, lên lên cái mục vụ đầy tràn ân sủng, hay là mua sách của cha Quân để biết thêm về Đức Mẹ, để bắt chước Đức Mẹ. Rồi nếu có cơ hội thì nên đi đi hành hương Dạ vâng. mấy cái chỗ mà gọi là thành thành Đức Mẹ, như là Fatima hay là Lộ Đức hay là Đức Mẹ chỗ Đức Mẹ Lava, đi mấy cái chỗ đó đó là thì mình sẽ cảm thấy sẽ gần gũi và hiểu biết và yêu mến Đức Mẹ hơn. Dạ vâng, đúng như cha nói, mình phải tìm hiểu, mình phải biết, khi mình biết thì mình mới yêu được, mình biết người đó là ai, mình biết rõ về họ thì mình mới yêu mến. Con cũng hy vọng là mọi người sẽ đón nhận cái cuốn sách tràn đầy ân sủng của cha, để cha đã viết về 12 nhân đức thì là đã đầy đủ rõ ràng hết rồi. Bây giờ nhiệm vụ của chúng con cũng mong ước là bản thân con cũng như mọi người sẽ tìm cuốn sách đó để được đọc, để bắt chước theo gương của Đức Mẹ để sống trở nên giống như Đức Mẹ. Và cha còn điều gì muốn nhắc nhở chúng con và muốn chia sẻ thêm về Đức Mẹ để cho chúng con được lắng nghe trong ngày hôm nay? Mình kính đặc biệt kính về Đức Mẹ Nên nhắc Maria cho nhắc mẹ. tất cả chúng ta phải nhớ là Mẹ cũng gần chúng ta hết, dù dù Mẹ lên trời rồi, nhưng mà tại vì Mẹ lên trời rồi, Mẹ có thể ở gần mỗi người được. Thành ra giống như người mẹ khi nào cũng muốn ở gần con mình, không bao giờ muốn bỏ rơi con mình. Mẹ Maria cô là cũng vậy.
Là Đức Mẹ Maria khi mà hiện ra cho tới thánh mà thánh Juan Diego ở dưới Mexico, Đức mà thánh bắt đầu là cũng rất là sợ hãi. Đức Mẹ có nói mấy câu này, Đức Mẹ nói như vậy: không phải mẹ đang ở với con sao, không phải mẹ là mẹ của con sao, tức là tại sao con lại sợ hãi, cứ can đảm tin tưởng vào mẹ, mẹ khi nào cũng ở gần con, giúp đỡ con. Thành ra mẹ nói cái câu này với tất cả chúng ta. Nên mỗi lần mà chúng ta sợ hãi hay là lo lắng hay buồn rầu, nhớ như vậy Đức Mẹ đang ở ở gần chúng ta, thì cứ 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 đến với Đức Mẹ, cứ quay tới Đức Mẹ để cho tâm sự với Đức Mẹ, thì xin Đức Mẹ an ủi giúp ta. Nếu mà Kim Thúy đã như đã coi cái phim về cái sự đau khổ của Chúa Giêsu rồi phải không? Dạ vâng, Thì dạ. cái phim đó thì có thể Kim Thúy có thể nhớ là khi mà Chúa Giêsu đang vác cái thánh giá để đi 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 tới chỗ chỗ Calvary đó, thì có một lúc Chúa ngã xuống, Chúa ngã xuống, thì Đức Mẹ tới cũng tới gần đó, tới gần đó, thì Đức Mẹ lại đã thấy Chúa té xuống. Thì Đức Mẹ nhớ lại khi mà Chúa Giêsu còn nhỏ đó, Chúa chạy, Chúa chơi, cái Chúa vấp, Chúa ngã, thì Đức Mẹ chạy tới bồng Chúa lên, ôm Chúa, thì an ủi Chúa, thì Chúa đỡ, Chúa cười. Rồi xong bây giờ Đức Mẹ nhớ như vậy, thì Đức Mẹ chạy tới Chúa Giêsu lại, chạy xuống lại ôm Chúa, đỡ 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 Chúa. Thì khi đó Chúa Giêsu lại nói là: mẹ coi, con sẽ làm tất cả mới lại. Ha. Nói Đức Mẹ là giống như là khi nào cũng tới gần Chúa Giêsu khi mà Chúa Giêsu cần, khi tại vì Chúa Giêsu là con mẹ, thì chúng ta cũng vậy, khi mà chúng ta cần là Chúa là mẹ cũng chạy đến cho chúng ta, an ủi chúng ta, giúp đỡ chúng ta, nâng chúng ta lên để cho chúng ta làm được ý Chúa. Thành ra khi mà Chúa Giêsu thấy Đức Mẹ như vậy an ủi Chúa, thì Chúa có sức, Chúa giống như là được được khuyến khích để cho đứng lên vác thập giá mình, ôm thập giá mình mà đi tới Calvary. Thành ra nhiều khi chúng ta trong đời sống nhiều cái chuyện khó khăn, chúng ta cần sự giúp đỡ của mẹ. Thành ra nhớ như vậy, mẹ khi nào cũng tới chúng ta, giúp đỡ chúng ta, khuyến khích chúng ta để làm theo ý Chúa. Vâng, cha chia sẻ cái hình ảnh đó trong cuốn phim đó, thật sự con rất là xúc, rất rất là cảm động. Và cái hình ảnh đó nói về cái tình mẹ, thì con nghĩ đúng, nếu mỗi người chúng ta ngồi lại mà nhìn lại cuộc đời của mình thì thấy rõ ràng Đức Mẹ, sự hiện diện của mẹ có ngay trong cuộc đời của chúng ta mà chúng ta không nhận ra đó thôi. Ngài như như cha nói là thấy Chúa Giêsu và Đức Mẹ đã chạy đến, thì mình cũng vậy nữa. Khi mình đau khổ, con cảm thấy là Đức Mẹ cũng luôn đứng ở bên cạnh ngay rồi, tại vì không có kêu cầu Ngài thôi chứ Ngài đứng bên cạnh, và cũng có đôi khi cũng chẳng chờ mình để phải cầu xin nữa, Đức Mẹ cũng vẫn đưa tay ra để nâng đỡ cho chúng ta. Vì đó là cái tình mẹ, khi thấy con mình nó té nó đau thì không thể nào người mẹ nào mà đứng nhìn hết, phải không thưa cha? Cho nên là thật sự là đó là một một hình ảnh của một người mẹ của Thiên Chúa và một người mẹ của nhân loại thật là tuyệt vời mà chúng ta được diễm phúc. Ngày hôm nay con cũng được hạnh phúc để con ngồi, con được nghe cha chia sẻ lại, cha nhắc lại cho chúng con về tình của mẹ Maria, Đức Trinh Nữ Maria, để chúng con có thêm một lần nữa để khơi lên lại cái ngọn lửa yêu mến Đức Mẹ, nhất là trong tháng năm này, để biết tôn sùng Đức Mẹ nhiều hơn, chạy đến mẹ nhiều hơn trong cái thời gian, đặc biệt là trong thời gian chúng ta đang gặp khó khăn này, nhiều người cũng lo lắng, nhiều người cũng hoang mang, thì có mẹ bên cạnh thì chúng ta cũng sẽ an tâm cùng với mẹ để chúng ta bước đi, phải không thưa cha? Thì cha cuối cùng cha muốn nói cái câu này, tại nhiều người sợ chúng ta là yêu mến Đức Mẹ quá mức. Tại vì nhưng mà Đức Mẹ không bao giờ là coi như là tranh đấu với Chúa, phải không? Nếu mà chúng ta càng yêu mến mẹ là coi như là chúng ta càng yêu mến Chúa, vì mẹ khi nào cũng cũng là coi như là đóng một vai trò là cầu nối với Chúa Giêsu. Đó, Đức Mẹ không có muốn chúng ta đến với mẹ không thôi, mà nếu mà chúng ta gần gũi mẹ là mẹ sẽ giúp chúng ta đến với Chúa, Chúa Ba Ngôi, đến cho Chúa, đến với Chúa, đến với Chúa Giêsu, đến với Chúa Cha, đến với Chúa Thánh Thần. Chứ Đức Mẹ không có là coi như là tranh đấu với Chúa đó, giống như là vậy không? Là trong trong hình như trong trong Thánh Kinh Đức Mẹ cũng vậy, nói là khi mà Đức Mẹ hát đó, hát cái Magnificat là Đức Mẹ khen ngợi Chúa, đó, cả cả ca tụng Chúa, cả không bao giờ mà khi nào cũng nghĩ đến ra. Giống như là nếu mà Kim Thúy nhớ lại cái ơn gọi của cha đó, thì bắt đầu là cha coi như là cha cảm thấy là Đức Mẹ gần gũi với cha đó, cha rất là gần gũi với mẹ,
Vì như vậy mà cha thấy Đức Mẹ giúp cha tìm hiểu và làm theo cái sự ơn gọi của cha, rồi xong Đức Mẹ hướng dẫn cha để đến gần, để biết Chúa Giêsu, biết Chúa Cha và Đức Chúa và Chúa Thánh Thần. Nên chúng ta nhớ như vậy. Các thánh hay nói chúng ta không bao giờ mà có thể yêu mến mẹ quá mức, vì chúng ta càng yêu mến mẹ thì Đức Mẹ sẽ càng giúp chúng ta yêu mến Chúa. Nên đừng có lo lắng cái sự đó. Bởi vậy mình hay nói là mình tôn kính Đức Mẹ, mình tôn thờ Chúa, nhưng mà mình tôn kính Đức Mẹ thôi. Đây mình phân biệt rõ ràng hai cái điều đó. Trên như cha nói, đừng có sợ, mình không có phải là mình yêu mến mẹ quá, tức là mình quên Chúa. Đúng rồi, Vì thì Chúa, đó là Đức cái đó Mẹ là người rất đã đến với Chúa. Không cần. đúng rồi, cái đó rất là quan trọng. Chúng ta tôn kính Đức Mẹ, chúng ta không có thờ thờ lại Đức Mẹ, vì Đức Mẹ là cũng là người, là thánh thôi. Thành ra chúng ta tôn kính Đức Mẹ vì Đức Mẹ là một cái mà người mà Chúa đã tạo ra rất là hoàn hảo để cho chúng ta dựa đến, chúng ta nhìn đến và bắt chước sống theo. Một lần nữa chúng con chân thành cảm ơn đã luôn dành thời gian để chia sẻ những đề tài rất là hữu ích cho đời sống đức tin của chúng con. Và chúng con kính chúc cha luôn bình an và khỏe mạnh, nhất là trong giai đoạn này. Và xin Chúa luôn đồng hành với cha, và đặc biệt lòng yêu mến Đức Mẹ. Xin Đức Mẹ luôn luôn gìn giữ và phù hộ, cầu bầu cùng Chúa được bình an. Và xin cha dâng một lời cầu nguyện cũng như ban phép lành cho chúng con, cũng như những đến khán thính giả đang lắng nghe. Vâng, nhân nhân cha và con và thánh thần, amen. Chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa thương chúng con, cho chúng con Đức Mẹ Maria là không phải là mẹ của Chúa Giêsu không thôi, nhưng mà là mẹ của chúng con. Xin giúp mỗi người chúng con tới với mẹ, càng ngày càng biết mẹ và yêu mến mẹ và dựa vào mẹ và bắt chước theo mẹ, để như vậy chúng con sẽ sống đẹp lòng Chúa và được sự giúp đỡ của mẹ với Chúa. Vì vậy, xin Chúa ban phúc lành cho mỗi những người chúng con mở lòng để tới về và sống gần gũi với Đức Mẹ và yêu mến mẹ và bắt chước những nhân đức của mẹ để cho hài lòng Chúa, và chúng con sẽ được lên thiên đàng với Chúa. Xin Chúa ban phúc lành cho chúng con, nhân nhân cha và con và thánh thần. Vâng, con cảm ơn cha, và chúng tôi cũng xin cảm ơn quý khán thính giả đã lắng nghe và luôn ủng hộ cũng như khích lệ chuyên mục tràn đầy ân sủng của Tin Vui Media. Ước mong những chia sẻ của linh mục Louis Trần Đình Quân sẽ giúp cho quý vị hiểu thêm về Đức Mẹ, để rồi tăng thêm lòng yêu mến, kính mến Đức Mẹ và năng chạy đến cầu xin với Đức Mẹ hơn, thực hành những nhân đức của Đức Mẹ vào trong đời sống thường của mình. Xin cảm ơn và xin chúc quý vị luôn bình an trong Chúa. Xin hẹn gặp lại vào kỳ sau. Năm xưa trên cây sồi, làng Fatima xa xôi, có Đức Mẹ Chúa Trời hiện ra uy linh sáng chói. Mẹ nhắn nhủ người đời hãy mau ăn năn đền bù, hãy tôn sùng mẫu tâm, hãy nâng lần hạt mơn côi. Việt sinh tươi đứng.